Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, anh chị sẵn sàng thư giãn trên máy bay, kể cả không biết ai là người lái, anh chị sẵn sàng thư giãn trên tàu thuyền ô tô. Vì tin sẽ đến được đích mà anh chị cần, vậy tại sao lại không thể thư giãn với cuộc sống, khi anh chị là người lèo lái, là người quyết định đường đời và làm chủ cuộc chơi, hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút 1975 à. Anh chị đừng gắng gượng gồng mình lên nữa, anh chị cần phải thực sự giữ sức. Vì thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Ất Mão, nếu không đề phòng và chú ý về các vận trình của mình, thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên sau cơn mưa, luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ, thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Nói đến, sẽ có nhiều anh chị Ất Mão chẳng thể tin được minh đường tử vi. Vậy anh chị hãy dành chút thời gian để kiểm chứng nguồn thông tin về ba mối đe dọa này nhé. Thưa anh chị Ất Mão thân mến, nhắc đến 1975, vì đa phần hiện tại, giờ là lúc anh chị đang cần đưa ra sự lựa chọn, và lựa chọn này rất quan trọng, là đi theo hay là buông bỏ, là chần chừ hay mạnh mẽ quyết tâm, là bước khỏi vòng an toàn của bản thân mà mạnh dạn kiên tâm tiến bước, hay lùi lại một bước, nhàn tản sống một đời bất ưu phiền, âu lo. Dĩ nhiên khi anh chị tung đồng xu lên, anh chị phó mặc cho số phận. Nhưng khi đồng xu chưa chạm đất, anh chị sẽ hiểu anh chị đang hy vọng điều gì, sấp hay ngửa, tùy thuộc vào câu chuyện của anh chị thôi. Chỉ là có một lời dặn chung, mong anh chị hãy nhớ, nỗi đau anh chị phải gánh anh chị đã gánh, đã chịu, suy tư anh chị phải thấu, anh chị đã thấu, đắng cay anh chị phải trải. Anh chị đã trải qua hết, cảnh khó rồi sắp đến cảnh dễ, chớ có vì vận hạn vừa rồi mà chần chừ tâm tư, lại nói cái gì đã mất, hãy coi như chưa từng có, khó đấy. Nhưng nuối tiếc không cứu được anh chị đâu, bỏ qua nó từng bước rồi tiến, tự tay ta lại xây dựng. Cuối cùng hãy nhớ, anh chị từng là người thích làm, muốn thì tiến, mong thì thực hiện, mà thấy đáng thì liều. Hãy cứ để sống như vậy, đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất, cứ lo lắm làm gì, quan trọng anh chị muốn gì chứ, có phải vậy không? Ừ, nếu tôi muốn đi đường A, dù có là đường mòn trồng đầy cây khô cằn, bụi rậm, thì tôi vẫn cứ đi thôi, việc tôi làm, đúng với bản tâm, thuận theo bản ý. Này quý anh chị Ất Mão, trước khi nghe những điều trong ba mối đại họa tiềm ẩn, thì xin anh chị hãy lắng nghe vài dòng tâm sự mà minh đường tử vi dành riêng cho tuổi Ất Mão. Cần phải nhớ dù đại họa đến như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải khắc cốt ghi tâm. Thưa quý anh chị Ất Mão, sợ hãi khi làm điều gì đó là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng anh chị nên dành nỗi sợ cho việc cái khả năng của anh chị sẽ mãi ở cái điểm hiện tại, nơi khiến anh chị mệt mỏi này, và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi anh chị sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ. Trong cuộc đời anh chị biết đấy, thỉnh thoảng anh chị hay nghĩ rằng nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố, nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có ý nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở phía cuối trang sách, đơn giản chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân anh chị tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực, hoặc nỗ lực được kết trái đâm hoa, nên nếu không biết tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao anh chị hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được? Tôi không kêu anh chị dừng chán nản hay đừng mệt mỏi Ất Mão ạ. Tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, nhúc ngậm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và sự ưu tiên bản thân, cũng đừng quên đi ai đã giúp đỡ anh chị trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy anh chị vào sự khó khăn, và ai đã bỏ rơi anh chị trong cái đoạn khó khăn này. Mọi điều sẽ sớm ổn thôi, lửa trong lò chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Thời gian qua anh chị đã quá vất vả, nếu hữu duyên nghe được dòng bút này, thì xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành, mong anh chị luôn giữ gìn sức khỏe. Trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì, thì hãy tích cực lạc quan anh chị nhé. Vẫn còn minh đường tử vi ở đây, lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho minh đường tử vi có thêm động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Minh đường tử vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Hơn ai hết, người tuổi Ất Mão tin rằng phải kiếm được nhiều tiền để cảm thấy mình thành công, hạnh phúc. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, lý do là cách bạn nghĩ, đang đồng nhất hạnh phúc với sự giàu có, trong khi không phải ai giàu cũng hạnh phúc vì tính cách hào phóng, rộng rãi và vô tư quá mức của mình. Người tuổi Ất Mão không chỉ sẵn sàng chi hết hầu bao để vui chơi tiệc tùng, mà còn mua sắm rất nhiều đồ đạc trong nhà vì cho rằng sống được mấy hơi, nên thích gì hãy mua nấy, nhất là những người trở thành một tín đồ mua sắm,
có hẳn một phòng thay đồ riêng với nhiều tủ quần áo, một tủ giày cỡ bự cũng rườm rà phụ kiện. Thế nhưng, điều họ cảm thấy rõ nhất là đúng là sau đó bạn cảm thấy rõ mình không còn vui hay hạnh phúc như mình muốn. Bộ đồ quần áo mới cũng chỉ làm họ vui được vài ngày, sau đó họ lại muốn mua thêm vài bộ đồ khác. Nhiều người đã đưa ra những lời cảnh báo cho con giáp tuổi này, nhưng bạn vẫn chưa thể thay đổi ngay được thói quen vung tay quá chán ấy. Để thay đổi quả thật là việc không hề dễ dàng chút nào, có vẻ như không tiêu hết tiền. Người tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu ở trong lòng. Thực ra điều này chỉ phản ánh bạn đang cảm thấy thiếu thốn điều gì đó trong tâm. Nếu muốn cố gắng khỏa lấp nó bằng việc mua đồ đạc, nhưng càng mua, bạn càng cảm thấy mình thiếu hơn mà thôi. Vì thế bạn cũng là con giáp cần theo đuổi lối sống tối giản. Có như vậy, dù xung quanh mình ít đồ đạc, nhưng bạn sẽ dần cảm nhận được sự tích cực mà cuộc sống mới mang lại, rồi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, sự nghiệp ảm đạm, tình duyên triển vọng. Có lẽ tháng 11 âm lịch này sẽ không tiến triển theo chiều hướng mà người tuổi Ất Mão mong muốn. Dưới tác động mạnh mẽ của cục diện tương hình, bản mệnh làm gì cũng thấy khó khăn, trở ngại, thậm chí bị người khác ngáng đường. Trên phương diện sự nghiệp, do tính cách ngạo mạn nên dù có tài giỏi đến mấy, bạn cũng không được lòng mọi người xung quanh. Một số người thậm chí còn hống hách, tự động tách mình ra khỏi tập thể, không chịu hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, công việc của bạn thường tiến triển một cách chậm chạp, thậm chí gặp vướng mắc khó giải quyết ngay lập tức. Tài chính cũng không mấy khả quan, khi con giáp này thường xuyên giữ những suy nghĩ cứng nhắc không chịu thay đổi, nên khó bắt kịp xu hướng của thị trường. Hơn nữa, bạn thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người, nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tốn tiền của. Hãy coi đây là bài học mình cần phải ghi nhớ để không mắc lại trong tương lai. Tử vi sự nghiệp, tuổi Ất Mão tháng 11 năm 2023. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này, bản mệnh cần phải dè chừng. Sức ảnh hưởng của cục diện tương hình dễ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ, tự đẩy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, tuy nhiên bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch thấy rằng thói quen ăn uống không biết kiêng nể sẽ dễ khiến bạn gây thù chuốc oán với người khác, làm các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay bị ảnh hưởng, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Con giáp này cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn, mất đoàn kết trong tập thể. Nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ bất mãn trong lòng, thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Tử vi tài lộc, tuổi Ất Mão tháng 11/2023. Con đường tài lộc của người tuổi Ất Mão cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn trong tháng 11 này. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Người làm kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, tử vi tháng 11/2023 âm lịch khuyên bạn cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được. Nếu cứ bướng bỉnh làm theo ý mình, bạn sẽ rất dễ phạm phải sai lầm, gây hao tài tốn của, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình. Tử vi tình duyên, tuổi Ất Mão tháng 11/2023. Điểm sáng tình duyên là điều an ủi lớn lao đối với người tuổi Ất Mão trong tháng này, khiến cho vận trình bớt phần ảm đạm. Bạn được sống trong sự yêu thương, bao dung của người thân, nhờ thế mà bạn có thêm động lực để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn luôn tâm sự với người ấy những khúc mắc mình đang gặp phải, và người ấy sẵn sàng dành cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, đối phương còn luôn bao dung cho những tính cách chưa tốt của bạn. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có và đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Chắc chắn hai người có thể xây dựng được mái ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng, cũng nhờ sự tự tin mà bạn dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, cởi mở, không khó để bạn tạo lập được mối quan hệ mới với một ai đó. Tử vi sức khỏe, tuổi Ất Mão tháng 11/2023. Người tuổi Ất Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực
và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình trong tháng này. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, đừng nên cứng đầu cứng cổ, khư khư giữ quan điểm của mình. Đôi khi hạ cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục thể thao. Quá trình vận động không những giúp bạn khỏe mạnh về thể chất mà còn thoải mái về tinh thần, thậm chí bạn còn quen được với bạn bè hoặc người có cùng chí hướng khi tham gia các hoạt động. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 2023 âm lịch, dù thành công cũng đừng nên kiêu ngạo. Xem tử vi tháng 12 2023 âm lịch, thấy cuối năm này, người tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn nhưng cũng phải đối diện với không ít nguy cơ. Vì thế cách hành xử đúng đắn nhất là tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế lo chuyện bao đồng, đặc biệt không nên khoe khoang, khoác lác với mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy nếu chăm chỉ làm việc, bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc đúng chỗ. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công lớn lao đến mấy, bạn cũng cần giữ sự khiêm tốn lắng nghe, đừng tự phụ cho rằng mình là nhất. Phương diện tài lộc nhìn chung là ổn định, bạn vẫn giữ vững được định hướng làm ăn cũ, nên khách hàng không có nhiều biến động, chỉ cần giữ được chữ tín của mình. Hạn chế đôi co với khách hàng thì không lo tiền không chảy về túi, nếu có điều kiện, bạn nên thử sức mình với những lĩnh vực hoặc mặt hàng mới mẻ hơn. Tiếc rằng chuyện tình cảm lại không suôn sẻ như dự kiến, người độc thân đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia nên khó gặp được người ưng ý. Người đã có đôi có cặp thì lại thường xuyên xét nét, trách móc nửa kia, khiến đối phương thường cảm thấy căng thẳng mệt mỏi. Tử vi sự nghiệp, tuổi Ất Mão tháng 12 2023. Có thể thấy rằng, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ất Mão sẽ khá hanh thông trong thời điểm cuối năm này. Dù phải vất vả chạy ngược chạy xuôi thì bạn vẫn giữ được phong độ của mình, tạo được sự tin tưởng và yên tâm cho lãnh đạo. Dù ở vị trí hay chức vụ nào đi nữa, bạn cũng hãy tập trung vào nhiệm vụ, như thế thì khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa. Bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên và ấn tượng cho người khác, ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc nhất, nhiều thành tích gặt hái được có thể khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Song đừng vì thế mà quên đi lối hành xử khiêm tốn, cùng với sự lắng nghe, nếu ngủ quên trên chiến thắng, bạn sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mình, đồng thời trở thành ếch ngồi đáy giếng. Tử vi tài lộc, tuổi Ất Mão tháng 12 2023. Nhìn chung tử vi tháng 12 2023 âm lịch, đường tài lộc của người tuổi Ất Mão ở vào trạng thái khá ổn định trong thời điểm cuối năm. Bạn không có cơ hội phát tài, phát lộc lớn, nhưng các nguồn thu vẫn chảy vào túi đều đều, đảm bảo để bạn có thể thoải mái sắm sửa cho năm mới. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của bản thân thì ắt nhận được khoản thưởng nóng, hoa hồng xứng đáng. Nếu tự tin vào những đóng góp của mình cho tập thể thì bạn có thể chủ động đề xuất tăng lương, khả năng được lãnh đạo đồng ý là rất cao. Người làm kinh tế giữ được chữ tín của mình nên lượng khách hàng ghé thăm vẫn ổn định, tuy nhiên bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới xem sao. Bạn có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa, đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Tử vi tình duyên, tuổi Ất Mão tháng 12 2023. Tiếc rằng con đường tình duyên của người tuổi Ất Mão lại không được thanh thông như sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chứ đừng mãi đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người này người khác. Với người đã lập gia đình, hai bạn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ, do bạn quá khó tính, thường xuyên xét nét những việc người ấy làm. Có thể những sai sót mà đối phương phạm phải không hề là cố ý, vì vậy nếu bỏ qua được thì bạn nên bỏ qua, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi khiến người ấy khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nhìn nhận lại những mặt chưa tốt của bản thân để có xu hướng sửa đổi, đừng bắt người ấy phải xin lỗi mãi. Để cuộc sống gia đình êm đềm, hai người cần phải bao dung và dung hòa với nhau, đừng mãi đòi hỏi từ một phía. Tử vi sức khỏe, tuổi Ất Mão tháng 12 2023. Theo tử vi tháng 12 2023 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão không có biến động gì lớn trong thời điểm cuối năm này, dù khá bận rộn, nhưng bạn vẫn duy trì được nếp sinh hoạt khoa học, vì thế mà tuy có mệt mỏi, song bạn không đổ bệnh. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn, đồng thời ăn ngủ đều đặn, chớ làm việc quá khuya, kẻo gây ảnh hưởng sức khỏe, cuối năm không thiếu được các buổi tiệc tùng liên hoan.
Tổng kết, nhưng bạn nên hạn chế uống nhiều rượu bia, ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, không điều khiển phương tiện giao thông khi không tỉnh táo. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976 dương lịch, cầm tinh con mèo. Thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa đắc đạo chi thú, tức thỏ đắc đạo. Ất Mão sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khe thủy, nước khe lớn. Đối với nam mạng, theo thuyết ngũ hành, năm 2024 giáp thìn mệnh hỏa, như vậy ta có mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Ất bình hòa với can giáp, địa chi Mão tương xung với chi thìn. Xét theo mệnh can chi, năm 2024 giáp thìn là một năm có xung, có hợp với Ất Mão nam mạng. Công việc của nam mệnh tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả, làm việc chỉn chu, khoa học, tinh thần chủ động, là điểm mạnh giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống, biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính, giúp nam tuổi Mão 1975 nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này, bản mệnh không còn nhiều gánh nặng, áp lực của cuộc sống, thay vào đó khi con cái đã dần trưởng thành, nam mạng tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi thư thái hơn, dự định phát triển sự nghiệp của Ất Mão nam mạng tiếp tục được tiến hành trong năm 2024. Mệnh chủ tập trung hoàn thiện dự án năm cũ, đồng thời triển khai và thực hiện kế hoạch năm mới, sẽ có một số bất cập trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, điều này có thể giải quyết nhanh chóng nhờ sự am hiểu của bản mệnh. Nam mạng tuổi Ất Mão nên kết giao với những người làm việc có nguyên tắc chuẩn mực. Họ sẽ giúp mệnh chủ phát triển toàn diện các khía cạnh trong công việc. Trong năm này, nam tuổi Mão 1975 làm việc với thái độ bình thản, chậm rãi, chắc chắn thì sẽ đạt được thành quả tốt. Phương diện tài chính của bản mệnh Ất Mão trong năm nay duy trì ổn định nhờ mức thu nhập từ công việc. Tình hình tài chính có xu hướng gia tăng khi mệnh chủ lựa chọn đầu tư, tích lũy thông minh và an toàn. Ở tuổi 50, Ất Mão nam mạng nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu, tiết kiệm để có của ăn của để, cuộc sống ấm no đủ đầy khi mệnh chủ có khả năng là làm chủ tài chính, tích tiểu thành đại. Cuộc sống hôn nhân của Ất Mão nam mạng năm 2024 được yên bình và hạnh phúc. Đôi lúc tình cảm vợ chồng trở nên xa cách khi cả hai bận rộn, dành ít thời gian cho nhau. Thế nhưng chỉ cần hai người luôn một lòng một dạ với đối phương, thuận vợ thuận chồng thì sẽ làm nên đại sự. Trong cuộc sống gia đạo, nam mạng tuổi 1975 nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe và chấp nhận những quan điểm khác biệt của người thân. Gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng đáng quý nhất. Những khoảnh khắc ấm áp bên con cháu có thể giúp mệnh chủ giải tỏa áp lực, xua tan phiền muộn lo âu. Độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe. Do đó, nam tuổi Mão 1975 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể thường xuyên, đi khám định kỳ. Để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất, năm nay, bản mệnh Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc, biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan tích cực sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Riêng với nữ mạng, sự nghiệp của nữ tuổi Mão 1975 trong năm Giáp Thìn vẫn được vững vàng, không có nhiều thay đổi. Đây là lúc mệnh chủ hài lòng với những gì mình đang có, không vướng bận nhiều chuyện kiếm tiền bạc như thời còn trẻ. Thay vào đó, nữ mạng Ất Mão nên chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Năm này cuộc sống đón nhận được nhiều tin vui tích cực, gia đạo yên vui khiến mệnh chủ hân hoan, an tâm về con cái, chứng kiến sự trưởng thành của con cháu là điều tuyệt vời đối với những người tuổi đã xế chiều như Ất Mão nữ mạng. Trải qua nhiều năm làm việc, Ất Mão nữ mạng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm dày dặn, vốn sống phong phú. Cùng các mối quan hệ xã hội cần thiết, công sức nhiều năm không chỉ giúp bản mệnh duy trì công việc hiện tại mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho hậu thế về sau. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Mão ổn định sự nghiệp và công việc, đã có luồng quỹ đạo riêng, mệnh chủ không cần phải hao tâm tổn sức quá nhiều, mà chỉ nên làm việc nhẹ nhàng, giảm thời gian rảnh rỗi, như vậy vừa tốt cho sức khỏe, tinh thần mà cuộc sống nữ Ất Mão vẫn luôn chủ động. Bước sang tuổi 50, khi con cái đã trưởng thành và dần xây dựng cuộc sống riêng, nữ tuổi Ất Mão đã không còn nhiều khoản lo toan về kinh tế nữa. Lúc này cuộc sống dần hướng về những điều mộc mạc giản dị, nhưng mang tới niềm vui, hạnh phúc. Là người phụ nữ trong gia đình, nữ Ất Mão rất biết cân đối thu chi, quản lý tài chính, tiết kiệm tiền bạc. Như vậy mà hậu vận cuộc sống được chủ động,
thảnh thơi hơn. Năm 2024 này, tình hình tài chính được dư giả ổn định, mệnh chủ nên phát huy các phương án tích lũy an toàn tránh mạo hiểm. Hôn nhân của nữ tuổi Mão 1975 trong năm Giáp Thìn được êm ấm hòa hợp, vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên vô cùng thấu hiểu, gắn bó, có một người bên cạnh quan tâm, chia sẻ tâm tư, nữ Ất Mão sẽ giảm bớt cảm giác hụt hẫng, cô đơn ở tuổi xế chiều. Mong muốn gia đạo thuận hòa hạnh phúc nên bản mệnh tuổi Mão, sinh năm 1975, luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mệnh chủ nên giảm bớt sự khắt khe và cầu toàn, điều đó sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình rút ngắn khoảng cách hơn. Ở độ tuổi 50, nữ mạng tuổi Ất Mão có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa da và cơ thể. Điều này nhắc nhở mệnh chủ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để đẩy lùi lão hóa, duy trì vẻ đẹp, nâng cao sức khỏe. Thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác, bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình. Có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này, càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiển tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.